Ông Đỗ Hữu Ca nói vì lụy tình mà phạm tội, xin giảm nhẹ cho em trai. Sáng 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo. Trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Sau phần đề nghị án của Viện Kiểm sát Nhân dân, phần bào chữa đối đáp của luật sư và Viện Kiểm sát, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Ông Đỗ Hữu Ca nhận tội, nhưng vẫn khẳng định không lừa đảo Đức. Tôi đã nhận tội trước phiên tòa, tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Nhưng trong vụ việc này, tôi cũng rất buồn. Quá trình điều tra tôi đã nói hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh là một phía, tôi không được tham gia gì. Cựu giám đốc công an Hải Phòng thừa nhận tội, nhưng vẫn giải bày về việc có dấu hiệu bị oan. Ông Ca nói phiên tòa xong rồi mới muốn nói lại những tâm tư của mình. Ông Đỗ Hữu Ca khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền, không có những tình tiết gần Tết vợ chồng Trương Xuân Đức đến nhà mình để mà có thể nghe mình hứa hẹn mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh, xong rồi cứ yên tâm về ăn Tết. Đức nói là 23 tháng chạp về nhưng không về. Ngày 25 đến ngày 28 Tết tôi không ở nhà thì làm sao có những tình tiết đó được. Ông ca khẳng định và nói rằng chỉ muốn nhắc lại tâm tư của mình như vậy xin giảm nhẹ án cho Đức và nói lời xin lỗi. Trong những lời cuối của mình, bên cạnh việc xin nhẹ án cho bản thân vì có bệnh, đã già, ông ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đức, người mà ông coi như là em trai. Đức đến với tôi là do một người bạn của tôi là lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương giới thiệu khoảng năm 2004. Trong cuộc sống cũng có lúc bực mình với Đức, nhưng trong tận đáy lòng tôi rất thương Đức. Nhất là khi thấy Đức chăm sóc hai bà mẹ, trong đó có mẹ tôi. Mẹ Đức mỗi lần đến chơi với mẹ tôi là hai bà lại quấn quýt với nhau. Nhiều lúc tôi chứng kiến Đức về chăm sóc mẹ, rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ. Tôi không có tiền cho Đức thì thôi, chứ tôi không bao giờ có ý định lừa tiền của Đức. Cả đời tôi chưa bao giờ gian dối thất tính với ai, cuộc sống không đến mức khó khăn, không đến mức độ đi lừa tiền, mà lừa một cách rất ngớ ngẩn. Về việc này xin tòa xem xét, nhưng tại đây tôi xin tòa cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho Đức cho vợ chồng Đức vì hoàn cảnh Đức rất khó khăn, nặng gánh gia đình. Ông Đỗ Hữu Ca nói, cựu giám đốc công an Hải Phòng cũng cho biết rất hối hận về việc làm của mình. Một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống, mà cuối đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm, phạm tội, đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay tôi vừa già vừa yếu rồi. Tôi thực sự nuối tiếc và đau buồn. Trong ngày hôm nay, xin phép hội đồng, quý vị, có lời thành thật xin lỗi đảng, nhà nước, chính phủ, ngành công an vì tôi đã không thể thực hiện lời thề của tôi với đảng, chính quyền, ngành công an. Xin lỗi đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng, nơi cưu mang đùm bọc tôi, nhưng đã làm đảng bộ, chính quyền, nhân dân thất vọng về tôi. Đó là điều đau buồn, cựu giám đốc công an nói sau cùng ông Đỗ Hữu Ca cho rằng trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội. Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả mà cuối đời lê thân này vào nhà giam mang đến gánh nặng cho gia đình xã hội. Ông Ca nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét chứng cứ khoan hồng để tôi được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về dứt gánh nặng cho gia đình xã hội cũng được nói lời sau cùng, các bị cáo đều ân hận mong hội đồng xét xử giảm án, đặc biệt vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức đều xin giảm nhẹ tội cho ông Ca. Trương Xuân Đức khẳng định giờ mọi việc đã ăn bài rồi, rõ ràng rồi, xin hội đồng xét xử giảm bất tội cho anh Ca còn tôi thế nào cũng được. Còn vợ của Đức cho rằng bị cáo Ca là do bị cáo chủ động nhờ vả giúp đỡ, sự việc không mong muốn, mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo Ca và các bị cáo khác. Kết thúc phần nói lời sau cùng, tòa tạm dừng và nghị án, việc tuyên án sẽ diễn ra vào chiều mai, 12 tháng 4. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói, nhận 35 tỷ để giúp người em, người em thì bảo ông Ca dám làm không dám nhận. Trả lời hội đồng xét xử về mục đích nhận số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định không hề nói với bị cáo Ngọc Anh, vợ của Trương Xuân Đức phải cầm tiền đến để chạy tội. Cựu giám đốc công an Hải Phòng khai trước tòa. Ngọc Anh đến nhà tôi rất nhiều lần, kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại là anh cứu em. Tôi coi Đức như em trai của mình, rất lo cho Đức, cố gắng lo cho Đức, tuy nhiên tôi quan điểm cứu Đức nhưng phải theo đúng quy định pháp luật. Đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo ca nói rất mong gặp mà không gặp được Đức không liên lạc được, muốn gặp trực tiếp Đức để làm rõ sự việc, để còn nghiên cứu cách cứu Đức. Ông ca cho hay, tôi nhiều lần nói với Ngọc Anh là gọi Đức về. Tôi có hỏi rõ quan hệ, tình hình làm ăn của Đức để có thể bố trí cho Đức trực tiếp đi khắc phục hậu quả, đưa Đức đi đầu thú. Tất cả đã sẵn sàng cả rồi, nhưng tôi đợi mãi, Đức không về. Về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo ca khẳng định, đã nói với Ngọc Anh rất kỹ, nói về số tiền khắc phục hậu quả, chứ không hề nói với Ngọc Anh về việc mang tiền đi chạy tội, đồng thời nói rằng không hề bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà. Về những lần Ngọc Anh mang tiền đến, bị cáo ca khai rằng rất bất ngờ vì Ngọc Anh mang đến nhà số tiền rất lớn. Cựu giám đốc công an nói cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Tướng công an khẳng định Đầu tiên tôi nghĩ Đức đi vắng, nhà có ba mẹ con, mang tiền đến nhà tôi gửi. Tôi vẫn bất ngờ, nhưng nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn giúp nhau. Tôi không nói gì cả khi Ngọc Anh để tiền đó. Tôi không biết là vợ chồng Ngọc Anh mang tiền đến chạy tội. Cựu giám đốc công an cho rằng, đến cuối cùng, cái sai của mình là chủ quan, nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả nên không hỏi rõ đây là tiền gì. Bị cáo Đỗ Hữu Ca phân trần. Tôi không ý thức gì về số tiền này để chạy tội, nhưng tự dưng thành mặc nhiên tôi chấp nhận việc chạy tội cho Ngọc Anh. Đó là cái sai thứ nhất. Tôi cũng không cất đi, không kiểm đếm. Đến khi tôi nhận thấy rằng tiền này liên quan đến vụ án, tôi mới chủ động giao nộp cho cơ quan công an để điều tra. Đến khi cơ quan điều tra công bố, tôi mới biết đó là 35 tỷ. Tôi không có ý đồ gì chiếm đoạt số tiền này. Cựu giám đốc công an cũng không thừa nhận về việc Ngọc Anh có đến nhà đòi tiền. Ông ca khai. Sáng 4 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh có đến nhà tôi, chỉ nói về việc Đức đã bị bắt và không nói gì về việc đòi tiền. Số tiền đó chỉ cách chỗ Ngọc Anh ngồi 3 mét. Nếu Ngọc Anh xin lại thì tôi mừng quá, tôi trả lại ngay. Bị cáo ca khẳng định trước tòa rằng mình có hành vi nhận tiền nhưng lừa đảo thì không. Tôi không dám kết luận là viện kiểm sát truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Từ đầu đến cuối tôi toàn bị động. Chỉ có một lần chủ động là đem tiền đưa cho cơ quan điều tra, phục vụ điều tra khi mà chưa bị khởi tố. Người em thất vọng vì anh ca dám làm, không dám nhận. Trái với những lời khai của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức khẳng định mang tiền đến nhà Đỗ Hữu Ca là để chạy tội do bị cáo ca đề nghị nói về mối quan hệ với bị cáo ca trương xuân đức nói rằng coi ông ca như anh trai tôi vào tù vì tội mua bán hóa đơn dẫn đến anh ca cũng bị tù tội tôi rất buồn sống không được chết cũng không xong khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo ca để chạy tội trương xuân đức khẳng định đó là tiền để chạy tội tuy nhiên quá trình như nào thì không nhớ khẳng định đúng như cáo trạng viện kiểm sát đã công bố khi được đối chất với cựu giám đốc công an về số tiền này, Trương Xuân Đức cho rằng việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày. Bị cáo Đức giải thích, tự dưng tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên. Đấy là biện luận của anh ca, vô cùng phi lý. Nếu anh ca không nhận, chỉ cần anh ca nói chân tình với tôi, đưa tôi ra pháp luật thì án của tôi chỉ từ 1 đến 5 năm thôi. Chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như này. Tôi buồn lắm. Anh ca nói không phải lừa, nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi. Trương Xuân Đức bày tỏ sự chán nản trước những lời khai của bị cáo ca. Tôi rất mệt, rất buồn, không muốn trả lời gì nữa khi có người anh dám làm không dám nhận. Về phần Ngọc Anh, khi được đối chất về số tiền 35 tỷ, bị cáo này cho biết, khi đến nhà bị cáo ca có nói rõ đây là tiền chạy án, mọi việc y như lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra, thể hiện rõ ở cáo trạng. Bị cáo Ngọc Anh nói, ngày hôm đó, bị cáo có đến nhà anh ca nói về việc chồng mình bị bắt. Anh ca đuổi về và không trả lại tiền. Bị cáo luôn tôn trọng anh ca, chẳng có ý kiến gì. Hai bên gia đình có tình cảm rất lâu rồi, khi bị anh ca đuổi về thì bị cáo buồn lắm, chỉ biết đi về thôi. Khi nói về cách xử lý số tiền 35 tỷ đồng này, vợ chồng Trương Xuân Đức đều mong muốn tòa trả lại số tiền này, vì đây là số tiền bị cáo tích góp từ bé tới giờ. Phần xét hỏi đi vào thế trái chiều khi một bên khẳng định đây là số tiền chạy án, một bên khẳng định không rõ mục đích số tiền này. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói rằng thái độ của bị cáo Đỗ Hữu Ca là không có lợi khi cứ chối quanh co. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói, bị cáo cứ nghiên cứu thấu đáo để có thái độ lời khai thấu tình đạt lý, tôi khuyên bị cáo như vậy chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo đỗ hữu ca nghĩ như thế nào về việc người mình coi là em trai nói những lời như thế trước tòa bị cáo ca không trả lời tòa hỏi tiếp về việc bị cáo ca có nhận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không cựu giám đốc công an tiếp tục quanh co bằng cách nói tôi xin không trả lời trả lời câu hỏi của các luật sư vợ chồng trương xuân đức từ chối trả lời do đã quá mệt mỏi mọi thứ luật sư muốn hỏi bị cáo đã khai trong quá trình điều tra đúng như cáo trạng theo nội dung cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định, số lượng hóa đơn Đức và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng, 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Ông Đỗ Hữu Ca, mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca, hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông Ca không trả lại tiền. Ông Ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, thông tin ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan đến chùm hóa đơn Trương Sân Đức khiến người dân xôn xao. Là người đại diện cho công lý, thi hành luật pháp, nhưng ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng lại bị bắt về hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa chạy án số tiền lên tới 35 tỷ đồng.